Hello, xin chào tất cả bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm về cây Anaconda 5, một khẩu súng free. Úi dồi ôi, cứ định mậy hết hồn. Cái khẩu này thì chúng ta sẽ được free nhân dịp mùng 8 tháng 3. Tặng free toàn server nhá. Úi dồi ôi, lại bảo không đau đi. Cây này nó mạnh quá cơ. Hiện tại thì mình đã ép lên tận 18 viên. Tầm này đạn thì phải gọi là cân tất rồi em ạ. Úi dồi ôi, nó móc lốp kìa. Biết ngay, cái trò móc lốp xưa rồi bạn ơi. Té đây. Mình thấy không biết tại sao mà vào cầm lại cây dép này thì cảm giác nó rất khác với lại hồi trước. Hình như nó fit lại kill đặc biệt rồi hay sao ấy. Hồi trước là vét từ dưới vét lên, mà bây giờ thì là đập trên đập xuống. Có bom chất không các bạn? Vâng, ném bừa thôi chết người. Đấy bạn ơi. Và nhân vật Venus thì có thể tăng tốc độ di chuyển trong zombie, rất là hay. Vâng, không biết là nó mới fit lên hay sao ấy. Chứ hồi trước giờ mình chơi Sonoco với lại Venus làm gì có tăng tốc độ di chuyển đâu. Úi dồi ôi. Yêu lắm cơ. Bơi vào đây. Ơ cái định mệnh pha đấy mà cũng mất giáp nữa. Ảo vậy trời. Quả đấy mình cứ tưởng là rồi không sao, bỏ qua. Chạy. Rồi y tá lại thích ra móc lốp nữa rồi. Úi dồi ôi, nó lên được rồi. Té thôi bạn ơi. Chạy đi. Rồi bạn ấy đã parkour như thần. Hay thế. Mình cứ tưởng là có hero cơ. Ảo vậy. Rồi có hero thật. Biến luôn đi. Và chúng ta sẽ cùng ở đây và chờ chúng nó lên vét. Vét đi bạn ơi. Đâu rồi y tá? Đúng rồi. Tầm này y tá vét phê lắm đấy. Rồi, tao cứ đứng đây thôi. Làm gì được nhau. Úi dồi ôi, yếu rồi. Con lợn này, chạy đâu vậy? Lên này. Lên đây. Ui, mấy cái thằng này toàn yếu hết rồi nha bạn. Úi dồi, sợ à? Này thì sợ này. Mình cứ đứng đây thôi. Vâng. Lên đây. Ơ kìa. Xuống làm gì các bạn ạ? Xuống kiểu tầm này sẽ bị hấp diêm ngay. Nhưng không xuống được. Đợi win thôi. Khó quá anh em ạ. Thực sự. Đấy các bạn thấy ít thế thôi. Chứ mà các bạn nhảy xuống một cái nó vây lại nó hiếp ngay. Sợ nhất là những cái thằng cào cầm cây lưỡi hái chém rất là đau. Hồi trước thì mình chả sợ đâu. Nhưng dạo gần đây thì mình sợ rồi. Không hiểu tại sao. Một cảm giác chém hero đau phết. Rồi may quá. Không làm giữa bài rồi. Ok fine. Rồi, máy đã về nên các bạn cũng có thể xác định là được là máy rất là mượt. Chơi rất là ok. Đâu rồi? Úi dồi ôi, lâu lâu thì có mít một tí tại vì mình chưa quen cái máy mới. Thằng tơ sao lại thẩm du nhỉ? Cạn lời. Úi dồi ôi, còn chơi kiểu rất xuống như này nữa. Kìa. Bạn Cương Thi ơi, lại đây. Chân dài này. Này thì chân dài của chúng tôi này. Đấy, úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Tao sợ mày quá cơ. Rồi, lên đây. Này thì, úi dồi. Vãi cả phần thân ạ. Không biết con này là con phần thân hay là con thật đây. Úi dồi, tiếc thế, thật kìa. Vãi thật, sao mình đoán kém ấy nhở. Vâng, nhìn thấy nó đảo như răng lạc thế kia thì chắc chắn là thật rồi. Khổ thân. Vâng, bạn suy chết đấy nhá. Sorry bạn. Lần này thì bạn phải chết thật thôi. Cái định mệnh đó. RPK VIP rồi xong nó bị bắn chết rồi. Anh em toàn cầm khẩu này thôi. Tại vì hàng free mà. Còn lại nó rất là mệnh nữa. Rồi, ném mít rồi. Ăn được một quả thôi. Đứng lên trên này mà dã thôi. Đấy, nhặt lại cây RPK này. Này thì nấp với chúng tôi này. Ủa hết giờ này, chán thế. Những trận cuối đấy. Ô cái định mệnh. Ôi không sao. Mình sẽ đi hiếp người cho các bạn xem. Đây này. Zumbay làm Zumbay kiểu gì lạ vậy. Bọn này có gì đâu mà không cào được nhở. Úi dồi ôi. Cái này thì tưởng lên được cơ. Không lên được thì xác định thôi. Bọn này toàn cầm lục thôi mà Zumbay chả làm gì được. Cay nó nãy giờ rồi, không có Zumbay bắn. Này thì chạy này. Này thì chạy này.
Tưởng cầm gì cơ, lục thì ăn ai. Lục khó lắm, lục trừ phi các bạn ép được 18 viên thì mình còn sợ đấy. Còn nếu mà không có được đông nguyên như cũ thì không ăn thua đâu. Rồi hôm xong rồi, cái định mệnh nó còn nhảy một chỗ nữa. Khắm vào lờ, anh em đâu, hiếp đi. Đúng rồi, hiếp đi. Rồi tơ đã ra tham dự cuộc chơi rồi. Có tơ thì cái thằng này chết nhanh lắm. Này thì cố ơi. Này thì úi dồi ôi. Cảo nó bao nhiêu ấy, thằng kia nó ăn. Sợ thật ý. Rồi mình sẽ vứt cây 3Z đi. Thì mình chỉ test cây lục thôi. Cái 3Z kia chỉ để ép đạn thôi. Các bạn nếu muốn ép đạn thì hãy mang 3Z Iron Sharp cộng với Diamond Beats vào thì nó sẽ ép đạn được nha. Nó sẽ tăng đạn cây lục. Thế thôi. Úi dồi ôi, đừng nói là trận này ít Zubai nữa nhá. Rồi, bị cáo là đông rồi. May quá, thủ hàng đã thất thủ. Bọn này toàn test lục thôi anh em ạ. Thế đấy, nào không cào được nhở. Xàm. Rồi, nhấp nháy rồi. Vâng, gì đây? Gì đây? Chạy đường nào cho nó thoát. Úi dồi ôi. Rồi, gãy này. Gãy này, rồi ok. Gì đây? Bom à, biết ngay mà. Khổ thân. Úi dồi ôi, Thẩm Du cũng không yên kìa. Hay lắm DM. Đừng nói là cầm lục Thẩm Du nhá. Vâng, khổ lắm cơ. Ok. Lại thì bơ hết vào đây. Ok, có hero rồi. Tầm này thì đợi mà cận chiến thôi. Úi dồi ôi, úi. Ô, ôi, ôi, cái định mệnh nó cào xa vậy. Đấy nào. À, bị con sau cào hay sao ta? Sao mày trời? Ủa thế rút cuộc là mình bị ai cào vậy nhở? Chắc là bị sau cào rồi. Mà sau thì mới tới mà. Sau mới tới mà ta. What the fuck, thằng kia ăn gì nó cào xa ấy nhở? À, chạy này. Úi dồi ôi. La liếm nào. Cái định mệnh. Gì căng vậy? Này thì úi dồi ôi, thôi thôi thôi, té té té. Ê, bình tĩnh mà ơi. Căng vậy. Này thì ướng chó. Úi dồi ôi, một bé rồi không xong ngoài. Tiếc thế, quả tham. Vâng, cứ thấy con hero này nó lao xuống nó ăn hết thì mình cứ tưởng là mình không có phần cơ. Thế đấy nào, hình ngập mồm. Khô máu luôn đi bạn này. Mình nghĩ bạn nên khô máu luôn. Mà máu bạn ấy khô rồi các bạn ạ. Chỉ cần một quơ của thanh niên y tá nữa thôi là bạn ấy ra đi. Bằng tập này thì không nên đố nữa rồi. Vâng, bạn y tá kia thì cũng rất là sợ. Tại vì chắc là sợ 1v1 chơi không lại. Kiểu thế. Vâng, có thêm một thằng vào nữa kìa. Úi dồi, thanh niên nhảy không lên. Mà hết giờ bá rồi. Ok, chơi game sợ nhất là bị lag anh em ạ. Nó ảo ảo cái dễ chết lắm. Vâng, tính cận chiến cơ. Thế đấy nào. Quả đấy mà nếu không bị mất cái giáp là mình lao vào mình cận chiến rồi đấy. Vâng. Nếu mà mất giáp mà ăn được thì ok. Úi dồi ôi. Thắm lọ thế. Đâu rồi. Mình sẽ bắt những cái thằng đi lẻ trước. Còn những cái thằng Thẩm Du thì mình sẽ thịt sau. Lẩy thì úi dồi ôi. Đường nào. À, đảo này. Đảo này. Úi dồi ôi. Đảo với ân á. Khó vậy. Vâng. Tưởng gì cơ đảo. Đâu rồi. Xung quanh đây chắc không còn ai. Cho nên lên hết trên thùng hàng rồi. Mình sẽ đợi hồi máu và lên trên thùng hàng quan sát thôi. Tầm này cứ bình tĩnh thôi. Úi dồi ôi. Chạy này. Đường nào cho nó thoát. Vâng, còn mấy thằng trên này nữa. Bây giờ làm sao để lên đây. Khá là khó. Khi mà nó đứng rất là đông. Đúng rồi, một con lên thì sẽ nhiều con lên được. Ý. Lên. Lúc đi là phải lên luôn. Này thì lên này, lên. Phê thế. Vâng, clear team.
Đâu rồi? Lung linh là phải lên luôn anh em ạ. Vâng, còn mỗi thằng này, anh em vào đi. Đấy, mình đợi nó bắn hết. Rồi, 2 phát, 3 phát. Úi dồi ôi, nhanh thế. Vâng, bọn này tốc độ bắn thôi. Căng thật. Vâng, mới vào thôi, chưa kịp chạm tay vào thằng hero, nó đã chết rồi. Nhanh thật. Vâng, mấy thính vết máng ở đây. Công nhận y tá cũng có khả năng vết máng cấp cao. À chết nhầm, y tá thì bút cu chứ nhở. Vãi xoài. Vâng, mà thằng hero, thằng con kia là hero nữ mà. Chắc bọn này bị lét hay sao anh em ạ. Thề, bọn này khả năng vết kiểu gì em chết thằng hero thì cũng ghê đấy. Đâu rồi? Ui dồi ôi, dồi bài lại ít rồi. Vâng, thế này chơi cái gì đây? Đánh đấm cái gì? Rồi, đây rồi. Thằng đây rồi. Đây, sau lưng bạn này. Úi dồi ôi, chạy đường nào. Úi cái định mệnh sao sao lại rớt nhở. Rồi, một thằng lại rời trò chơi. Hay lắm DM. Vâng, chán thế. Này gì? Nhảy với nhót này. Úi dồi ôi, nó thoát hết rồi anh em ạ. Cho mình sẽ nghỉ clip tại đây thôi. Còn gì mà chơi đâu. Cứ bị cào ấy nó thoát, bị cào ấy nó thoát. Còn mấy người.